Bây giờ hỏi bên đây trước, chọn mua ô nào? Em nghĩ để khó khăn lắm thì sẽ không chọn ô A1, A6 và B6. Thì sẽ gây ra hơi sự khó khăn, mình phải suy nghĩ động não. Đội em suy nghĩ động não, đội em kia cũng phải động não. Chứ không thể nào mà bắt đội em mà động não. Em chọn ô B7 là một. B7. Tôi vote A5 nữa. A5 là 2. Yeah. A5. Rồi sau đó em chọn B3 đi. Nhiều quá, thôi nhiều quá, quá. 1 triệu thôi, tốt anh chị. Trời ơi, 2 cái thôi, không thì ra 1 cái thôi. Hai người đàn ông này hà tiện quá. Anh đọc gợi ý cho nghe nha. Gợi ý nè, một hình ảnh đẹp về tình mẫu tử của nhà thơ Nguyễn Duy qua cách chăm sóc con cái khi còn nhỏ. Bên đây, các em muốn mua ô nào? Em muốn mua ô B3. B3. A1 nè. A1. Em muốn mua ô nào nữa không? Em nghĩ 2 ô thôi. Xin mời ô chữ. Đó, bây giờ mới vui nè. Ngồi nơi đây không gian ba la, lũ chim đua nhau hát ca. Ngồi ta cơm cá. Sao mà lật đúng dễ sợ luôn á. Hay thiệt á. Lật ra cái không biết luôn thiệt á. Câu này quen lắm, hãy nhớ gợi ý của anh. Nếu không mình mua thêm đi. Mỗi đội mua thêm từ được mà. Em nghĩ là có lẽ là mình nên mua thêm anh ạ. Cho tụi em phải đã thảo luận cái. Tốn 500 hay tốn 1 triệu. Nhớ câu 2 mà quên câu đầu rồi. Bây giờ em bảo anh này, mình có trai đúng không, lật 4 ô này luôn. Mình mua 4 ô là bên bà chị 7 bên kia, bà sẽ mua 1, 2 ô dưới này là bà biết rồi. 1, 2 ô dưới này là biết liền. Bây giờ em mở ô A2 đi. A2 rồi. A2, yeah. Bên đây có muốn mua không? A3 hả? Chị thích nào? A2 thì mình mua A4 chứ mắc mua A3. Chuẩn bị đứng chạy tới gõ chuông cho chị. Trời ơi, A2 chị và A4 luôn. Mời ô chữ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bên đây rất nhanh, hai chị em phóng lên như một cơn bão. Gõ chiên, mặc dù chưa biết là có câu trả lời hay không. Bình tĩnh, trời ơi. Bình tĩnh. Họ chưa chắc đâu có trả lời đâu mà. Chưa biết là có câu trả lời hay không, nên gõ, gõ giành điểm. Đề nghị không được làm họ mất tập trung. Không, em hát thôi mà. Tăng 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 tăng. Bạn tình ơi, đã lâu ta nhau rồi. Dù trong cách chờ nhưng lòng chờ quên câu thề. Ai mượn? Tại vì sao mà duyên ta lỡ nói gì cũng anh thôi. Anh biết sao? Để tôi giải trình. Em thấy rồi, em cũng biết cái hàng ở dưới rồi mà em cũng không nhớ hàng ở trên. Bây giờ đằng nào mình cũng đã gõ chiên rồi cho nên phải trả lời thôi. Em vừa đi em vừa nhìn bộ kép ít ý, còn chữ cuối không biết. Bên đây lỡ ngã rồi. Em thấy buồn chị em ghê. Rồi, một liều 37 cũng liều em cũng. Nói chung là kiến thức thì nó bao la, còn dạ, em thì nó hàng hẹp lắm. Nên em có sai thì các anh chị em ở đây, các anh chị em ekip cũng như là quý vị khán giả cũng chăm chút bỏ qua. Ủa thì ủa gì mà chăn chối dữ vậy chị? Mắc cười quá, người ta nói lên cái nỗi lòng. Đầu năm đầu tháng mình phải nói để mọi người không có trách mình. À anh Nghĩa ơi, này là bỏ 1 triệu để nói. Không phải. Vấn đề ở đây là nếu như mà chúng ta bỏ 1 triệu để mua kiến thức quý báu như vậy là rồi, đúng. Nói đi em. Đáng. Nói em đi. Đồng ý. Nè, nói đi hay quá rồi đó. Dạ. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa. Miệng nhai cơm bún, lưỡi lừa cá xương. Ồ. Chứ lẽ nghĩa rồi. Không lẽ là nghĩa rồi. Nhai cơm. Ủa vậy? Sao tự nhiên nghe xong rồi em đơ chút vậy? Trời ơi. Em cũng hoang mang. Rồi tụi em cũng có cái câu đáp án y chang vậy. Sao bà đi một vòng hồi. Giang manh, mẹ là Giang manh. Phải. Giang xảo. Có đáp án rồi mà vẫn. Không giống, thề giống. Luôn, chị nói em nghe nè. Thiệt, chị nói dốc là chị ốm á. Ủa thề gì kỳ vậy? Không phải rồi. Không, bởi vì bây giờ Tuyền Mập không hề muốn ốm. Bởi vì ốm là không còn mọi người yêu thích Tuyền Mập nữa mà gọi là Tuyền ốm. Bởi vì á nè, ngồi buồn nhớ mẹ ta. Ta gì không biết, ta đây à, không đúng. Ta xưa, ta xưa chính xác rồi. Ta nhớ hồi xưa. Rồi còn ở dưới là ai cũng biết rồi mà. Chốt chưa? Chốt. Chốt. Đây là đáp án chính xác. Khi mà bà nói bà không biết là tôi tốn nguyên một bài hát ở ngoài này đó. Đúng là câu ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa. Mình em là cánh tay của chị, lưỡi lừa cá xương. Và tuy rằng Tuyền Mập có một chút sự nhẹ quay đầu nhưng cuối cùng cũng đã tìm ra được đáp án và mang về cho đội của mình 10 triệu đồng. Hay quá em ơi, mình đại gia tới nơi rồi em. Mình thắng 2 câu là mình vào nước khố đổ dách rồi nha. Nghe đây, anh sẽ tổng kết số tiền mà hiện nay các em đang có. Đội huynh đệ, kết thúc vòng 1, các bạn có 26 triệu đồng.
đội Chị Ngã Em Nâng, các bạn có 34 triệu đồng. Đó mới chỉ là vòng 1. Vòng 2 sẽ còn nhiều điều hấp dẫn và thú vị vô cùng. Quý vị khán giả hãy quay lại với Sao Hãy Chữ sau ít phút nghỉ chơi lao nha. Quý vị khán giả, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Sao Hay Chữ. Đây là vòng thi thứ hai có tên là Ô Chữ Độc Quyền. Ở vòng 1 vừa rồi thì đội Chị Ngã Em Nâng đã giành phần thắng có phần hơi áp đảo chút xíu so với đội Huynh Đệ. Hai anh em Huynh Đệ cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất là thoải mái thôi, bởi vì cái lần thi cuối cùng ấy, em cảm thấy là em thôi em nhường họ lên đi, chứ bây giờ em mà đập chuông quá nhiều người ta bảo là con trai gì mà kỳ ấy, kiểu kiểu thế đấy. Mình phải thế đấy, chứ thực ra là anh Vàng anh biết rồi, anh Vàng anh biết hết đáp án rồi, em ngồi im luôn anh. Hình như em nói mà cái mặt của già không thoải mái lắm á. Thì á, thì đó. Thấy em nó ngụy biện hay quá đúng không? Đây hai đội chị em, câu 1 mình chưa có định thần kịp, mình phóng không lại người ta. Nhưng câu 2, câu 3 rút kinh nghiệm, hai chị em tràn lên như hai cơn bão, đúng không? Cho nên mình giành chiến thắng. Bây giờ sao em? Mình có tiền hơn rồi đó, mình có thay đổi thái độ không? Dạ không anh, em vẫn giữ nguyên hả? Cái đội của em là thắng không kêu mà thua không nản. Chứ em không có như Vàng đâu, em thấy Vàng thái độ kêu căng hẳn. Ủa, tôi đang thua mà tôi kêu căng với do gì? Hồi nãy đầu thắng, thắng câu đầu á, kêu căng lắm. Lúc đầu á nghĩ là trùng màu với anh Nghĩa, với lại cái tấm thảm là kêu căng lắm. Không sao em ạ, à, nha. Tuy nhiên bây giờ anh thấy cái đội nhà này nè, không chỉ giàu không thôi mà còn nhân văn nữa. Dạ. Trời ơi, hay quá ha. Yên tâm, anh sẽ cho các em cơ hội để gỡ lại số tiền đã mất nha. Em sẽ báo chù. Em sẽ báo chù. Tôi nghĩ là một cái cuộc học hỏi thôi chứ không phải là thù oán gì đâu. Em sẽ báo chù. Bạn lại thân sân si nữa rồi. Em sẽ báo chù. Được. Vòng 2 này có một cái điều rất đặc biệt, đó là độc quyền. Nếu như vòng 1 các em mua cái ô chữ nào đó thì đồ bên kia người ta có thể thấy được, đúng không? Vòng 2 ai mua nấy coi thôi, chứ đội bên kia không được quyền thấy. Nhưng hả? Các em sẽ có một cái quyền nữa, mình có quyền mình trao đổi, mình mua bán. Đó. Bây giờ mới khẳng định câu âm bà cha mẹ mình nói rất là hay. Chỉ có con đường học hành mới khiến mình giàu lên thôi. Chỉ có con đường học hành mới khiến mình giàu lên thôi. Biết một chữ một cái là làm giàu liền. Đó. Đổi bán rồi. Liền được luôn trời. Và nhớ một điều rằng ở vòng thứ hai này thì mọi cái nó đều có cái giá cao hơn vòng 1 nha. Cái giá có lại mà các em nếu chiến thắng nó sẽ cao 20 triệu cho một câu trùng khớp. Đúng không? Đầu tư nhiều thì sinh lời nhiều vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1. Xin mời câu hỏi. Bây giờ anh muốn hỏi đội Huynh Đệ, các em muốn mua ô nào? Bây giờ mình phải mua 3 ô mà quan trọng nhất. Dạ dạ. A1, A6, B6. A1, A6, B6. Rất hợp lý luôn. Bên tay chúng ta sẽ không được mua những ô mà bên đây đã chọn trước. Dạ, em mua B3, B4, B5. Em sẽ mua B1. Không. Rồi, anh sẽ đọc cho các em nghe gợi ý. Gợi ý: câu ca dao này mượn cảnh vật mùa xuân để tỏ tình, có nhắc đến một loài hoa. Xin mời ô chữ. Rõ. Có đi, có chứ. Cho người ta ấy đây. Bên đây đã gõ chiên trước. Bình tĩnh, bây giờ mình phải thở này, thở đã, nhìn lại đi, đúng rồi. Trèo, hoa, nụ. Có một câu một thôi, cái này em nhớ là nó có một câu một thôi. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay. 3 đồng một mớ chầu cay, sao em không nhớ những ngày còn xuân. Sao cái gì mà muốn nhảy xuống dưới lầu trời vậy? Trời ơi. Anh đọc lại gợi ý một lần nữa cho em được không? Không. Chốt không? Đằng nào cũng ấy rồi. Hy sinh thử một lần cho đáng sức trai. Một liều 37 cũng liều. Mua hay là chốt? Chốt luôn đi. Chốt luôn đi Thú ơi. Thằng bé nó rơi rụng dữ vậy. Đừng làm thời gian căng thẳng thêm nữa. 1, 2, 3. Chốt. Chúc mừng. Sai rồi đó. Ủa sao giống chuẩn bị đăng quang qua hậu quá vậy? Chuẩn bị đăng quang chứ anh, 20 triệu lận anh, nhiều lắm á. Dư Thánh Vàng 24 Việt Nam. Chính xác. Yeah.
Yeah. Đúng là câu trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. 20 triệu về đội của Quýnh Đệ. Yeah. Người ta chỉ nhường lúc đầu thôi, đúng không? Câu này quen mà phải không Tuyền? Dạ, cứ quen khúc sau thôi, khúc đầu không quen. Ủa, câu đầu tiên em không biết luôn hả? Em không biết luôn á. Ồ. Thiệt, lúc mà hả Vàng nói ra tụi em mới biết. Cái câu này nó rất là quen thuộc. Nó đã được phổ nhạc cái bài Nụ Tầm Xuân á. Em biết bài này không Tú? Trèo lên lên trèo lên lên cây bưởi hái hoa, bước ra ra vườn cà, bước ra ra vườn cà hái nụ tầm xuân. Nghe qua bây giờ chưa? Rất là tiếc, câu này quen mà. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2. Hãy nhớ rằng chúng ta vẫn còn tiếp 3 quyền trợ giúp chúng ta chưa sử dụng nha. Câu số 2, xin mời câu hỏi. Bây giờ thì anh hỏi đội chị Ngã em nâng trước. Các em muốn mua ô nào hay muốn sử dụng quyền trợ giúp nào? Em sử dụng quyền mở một ô miễn phí. Mở một ô miễn phí, em chọn ô nào? Em chọn A6. A6, ngoài ra em vẫn được mua 3 ô nữa nha. Chị đầu tư không? Chị thấy cái B3, B6 được nè. B3, B6 với là một cái gì đó. A1 đi. Đó, A1, B3, B6. A1, B3, B6. Đội bên đây, Quýnh Đệ, sao nào? Em sẽ mua ô B1 ạ. B1 ha, B1, B7 Đúng ạ. B1, B7 và B8 đội. Khoan, thật ra B7 với B8 nó không có giá trị bằng ô. Thôi mua A2, A3, A4 luôn đi. Ok. Người ta mở nghỉ, tôi biết hết vậy à, mua cho tốn tiền. 7, 8. Rồi, đọc lại xem là gì. Ê, bây giờ mình hy sinh 1 con 7 hoặc 1 con 8, mình lấy một cái hàng trên để mình biết được không? Ok. A2 đi. Duyệt. B1, A2 và A2. B7. B7. B1. Dạ. Gợi ý câu ca dao này là ý tưởng cho một bài hát của tác giả Song Ngọc. Xin mời ô chữ. Gõ. Tiền và Tuyền, em hối con nhỏ lên gõ quá trời gõ. Trời ơi. Gõ rồi. Trời ơi, chị em rất là điềm tĩnh luôn á. Gõ. Sao, mời Tuyền đứng lên. Chị ơi, mình có cái quyền mà xin trả lời miễn phí á, mình có xài không em? Dạ, em xin trả lời đó là: gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Sao vậy Vàng? Em lên rồi hả Vàng? Đúng rồi đấy, đúng rồi. Chị cứ về trời đi, em đây chịu lời đắng cay cho không sao đâu. Đây là đáp án. Chính xác. Đúng là câu gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Câu ca dao này cũng là ý tưởng cho bài hát Rau Răm Ở Lại của tác giả Song Ngọc. Có bao nhiêu tiền đâu em? 20 triệu về nhà đó.